Xin chào các bạn, mình tên là Trần Ngô Bình, mình đang 19 tuổi, mình hiện đang sống ở thành phố Biên Hòa. Mình là sinh viên năm nhất trường Đại học Lạc Hồng. Mong muốn của mình là được hành trình sinh viên bằng xe máy. Vì vậy mình muốn đăng ký tham gia chương trình này. Sở thích của mình là nghe nhạc, đặc biệt là nhạc rap. Và mình cũng có thể hát nhạc rap. Trong clip này mình sẽ trình bày bài giao thông của Đinh Tính Đạt. Xin mời các bạn. Ra đường chạy một lúc chạy vòng quanh phố phường, thấy có rất nhiều người đi trên đường, nhìn một lúc là tôi thấy chán trường, không hiểu sao mọi người lại coi thường luật giao thông khi mình đi trên đường. Khi biết luật thì anh đây phải nhường, gặp đèn đỏ thì anh đừng có cương, nếu mà cương thì gặp cảnh sát cường, phạt một cái thì anh mới thấy thương cho mỗi ai đang lưu thông trên đường. Gặp tai nạn với những kẻ bất lương, phóng như bay vào trên khắp phố phường, gây biết bao người ta nạn khôn lường, làm nhà nhà phải chịu cảnh tăng hương chỉ vì gặp những cái thằng bất lương. Nào hãy cùng nghe và tôi xin được nói tiếp về những cái sau đây mà tôi chưa kịp nói hết. Nào hỡi những ai khi lưu thông trên đường, và hãy nhớ rằng đừng có mà xem thường. Mình không đã học hoặc còn học phổ thông, ô ô ô từ thành phố cho đến nhà nông, ô đều được học khi cấp sách đến trường. Vậy tại sao mà anh lại cứ mà xem thường? Nào mình đã chết vì thiếu hiểu biết, và hãy xem như mình là người có học, phải tận trọng khi tham gia lưu thông. Đi ra đường phải nhìn trước nhìn sau và nói với nhau phải học luật giao thông. Phải nhìn trước nhìn sau và nói với nhau phải học luật giao thông. Gặp đèn đỏ thì cho xe dừng lại, gặp đèn xanh thì mới cho xe chạy. Đến ngã tư thì phải nhường bên phải, đến vòng xoay thì phải nhường bên trái. Cho những ai mà đang chạy bên phải, cho những ai mà đang chạy bên trái, được chạy trước vì được quyền ưu tiên. Nào bạn ơi ta hãy mau học liền, luật giao thông cũng như là bản thiện. Mình vừa trình bày xong bài giao thông. Mình mong rằng mình sẽ là một trong 12 cái tính để cùng các bạn lên đường sinh việt. Hẹn lại các bạn.